Thời khắc giao thừa vừa điểm cũng là lúc chúng ta chính thức bước sang một năm mới. Thời khắc thiêng liêng, đất trời chuyển giao, khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam đều ngập tràn không khí hân hoan, phấn khởi. Người người chúc tụng nhau, mong cầu một năm mới bình an và thái hòa đến với mọi nhà. Trong tâm thức của người Việt, đêm giao thừa vô cùng đặc biệt, tiễn năm cũ đi và đón năm mới về. Và rồi trẻ nhỏ sẽ thấp thỏm chờ mong sao cho mau tới sáng để được người lớn dành tặng những phong bao lì xì đỏ thắm. Con cháu từ khắp nơi trở về quê hương để sum họp quây quần bên ông bà cha mẹ, tạo ra một không khí ấm áp của mùa xuân mới. Sau thời khắc giao thừa, người dân Việt Nam thường có tục lấy lộc với hy vọng sẽ rước được nhiều tài lộc về nhà mình. Cùng với đó, nhiều người lựa chọn việc khai bút đầu xuân để lấy may. Người Việt tin rằng điều đầu tiên mình làm trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới sẽ có ý nghĩa trong cả một năm. Mọi hỉ nộ ái ố của năm cũ đều gác lại, nhường chỗ cho những nguyện ước đầu xuân. Vậy trong năm mới, chúng ta thường mong cầu điều gì? Trước bàn thờ gia tiên trong đêm giao thừa hay mâm cơm cúng sáng ngày mùng 1, ai ai cũng cầu xin sức khỏe dồi dào cho bản thân và gia đình. Rồi trong 3 ngày Tết, hễ cứ gặp nhau là ai nấy đều sẽ trao cho nhau lời chúc an khang, thịnh vượng. Không chỉ mong cầu về sức khỏe, trong ngày đầu tiên của năm mới, chắc hẳn nhiều người đã mong cầu tìm được sự bình an trong cuộc sống. Thông thường, bình an được hiểu là không gặp những biến cố trở ngại. Trong đạo Phật, khái niệm bình an được hiểu sâu sắc hơn. Đó là tâm an, không bị các phiền não, tham lam, ganh ghét, đố kỵ, kiêu mạn, sân hận chi phối. Không bị ngoại duyên tác động, tâm an nhiên, tự tại. Bình an là nền tảng của hạnh phúc. Không bình an thì không có hạnh phúc. Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta thường đến đình chùa, miếu mạo để cầu nguyện cho bản thân và gia đình. Đó là việc làm với ước muốn tốt đẹp, đáng trân trọng. Thế nhưng ước nguyện đó chỉ thành hiện thực khi chúng ta xây dựng trên nền tảng đúng đắn. Một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống dịp Tết của người Việt với mong muốn cầu mong may mắn, bình an, đó là tục xin chữ. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, người ta thử xin chữ để cầu may mắn, thành công, đỗ đạt, gia đạo bình an. Những con chữ được xin thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong muốn của người xin. Thời xưa, để xin chữ, người ta sẽ chuẩn bị một lễ nhỏ gồm trầu cau chẻ thuốc. Tùy từng tâm tư nguyện vọng của người xin mà thầy đồ sẽ trò chữ thích hợp. Không chỉ lấy chữ mà người xin còn muốn xin cái đức độ, tài năng của thầy đồ. Trong những chuyến du xuân, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị bắt gặp hình ảnh những thầy đồ với mực tàu giấy đỏ. Những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới hạnh phúc được lồng trong những nét mực uyển chuyển. Mỗi chữ hiện ra dưới tay thầy đồ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp mà còn bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo của mỗi người. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bắt đầu mùng 1 Tết với bao cảm xúc thiêng liêng, chúng ta đã chính thức cùng nhau bước sang mùa xuân mới Giáp Thìn 2024. Theo truyền thống, các gia đình chúc Tết trọn vẹn theo đúng quan niệm từ xa xưa, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Con cháu được quây quần chúc tụng ông bà cha mẹ và ông bà cha mẹ sẽ lì xì cho con cháu những phong bao đỏ mang theo may mắn và tình yêu thương của đấng sinh thành. Sau những nghi thức vừa trang trọng vừa đầm ấm thân tình như vậy, ông bà cha mẹ và con cháu thường tổ chức ăn cỗ Tết đông vui. Nghi thức chúc Tết và ăn cỗ đầu xuân bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho mọi người, đặc biệt là tuổi thơ về hạnh phúc gia đình đầm ấm, có trên có dưới, đầy đủ và viên mãn. Nếp sống đẹp ngày Tết thể hiện sự tri ân của con cháu với tổ tiên, với ông bà hai bên nội ngoại,
cũng chính là gốc gác cội nguồn của mỗi người Việt. Mùa xuân mới đã bắt đầu trên quê cha đất tổ, mong rằng mỗi con người đất Việt, dù đi đâu, về đâu, vẫn luôn nhớ về nguồn cội, giữ gìn nét đẹp truyền thống từ ngàn xưa, để mùa xuân nào về trên quê hương cũng là mùa xuân của đoàn viên, thịnh vượng và thái hòa.